Video này được tài trợ bởi 360 Boutique. 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên gian Shopee Mall, để tri ân sự ủng hộ nồng hậu của anh em The Reviewer. 360 Boutique tung một deal siêu khủng cho riêng anh em xem video này. Không phải giá gốc 229k, đây là quần nâu giá sốc chỉ 199k. Chỉ dành riêng cho anh em nào xem được video này khi áp mã 360B199K2. Đây không phải một chiếc quần bình thường. Quần nâu 199k hứa hẹn mang đến cho bạn những tính năng vô cùng vượt trội. Chất vải mềm mịn, không chỉ thừa không nhăn, chiều dài trên mắt cá chân mang lại sự trẻ trung thời thượng. Giá chỉ áp dụng khi anh em nhập đúng mã 360B199K2. Nhận hàng không đúng quảng cáo, xin anh em cứ đánh giá một sao. Quần đẹp như trong hình, chất lượng vải miễn chê. Đã có sẵn link ở bên dưới phần mô tả và comment cho anh em, đừng bỏ lỡ. Đây là một bộ anime đã khiến tôi phải thay đổi signature intro của kênh. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ, hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc, học tập, rửa bát. Nhưng phù hợp nhất là khi bạn dành thời gian xem xét phân tích để đồng hành cùng nhân vật chính giải những câu hỏi siêu to khổng lồ. Video được mang đến cho bạn bởi Content Phúc Lộc, Editor Lờ Đờ và Tô Cằn Quại. Lưu ý, nghiêm cấm và nghiêm cấm mọi hành vi bắt chước những hành động có trong phim. Câu chuyện lấy bối cảnh tại Học viện Kibugamine, ngôi trường sở hữu phim to nhất nhì ở Nhật Bản. Học viên ở đây đều là thuộc hàng thú dữ từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là Makoto Negi, một nam sinh với background không có gì nổi bật. Bằng một phép màu nào đó, cô cậu đã được nhận vào Học viện Kibugamine. Trung bình mô típ kiểu này sẽ là nam chính tầm thường, dần dần trở thành học viên ưu tú rồi harem các thứ các kiểu. Ở đây chúng tôi không làm thế. Ngay từ bước đầu tiên vào cổng, Negi đã sập nguồn một cách bị động. Sau khi tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đã ở trong một lớp học được thiết kế theo phong cách nhà tù tự quản. Kèm theo đó là lời nhắn về buổi khai giảng tại nhà thể chất. Đồng hành cùng Negi tại ngôi trường này là những siêu học sinh với đủ các lĩnh vực. Để giúp viewer không bị rối trong quá trình theo dõi, tôi sẽ xếp từng học sinh theo ngành tài năng của họ. Cụ thể danh sách như sau: hậu duệ bà đồng bổ cao Yasuhiro Hagakure, thầy bói bự Oda Sensei, Hifumi Yamada, mangaka thanh niên nghiêm túc Kiyotaka Ishimaru, sao đỏ muội muội đạp sóng rẽ gió Junko Enoshima, TikToker tiểu Bill Gates Chihiro Fujisaki, IT tiểu thư con nhà cái Silesta Ludenberg, bài thủ bang chủ phái đua xe Mondo Owada, dân tổ hoàng tử chạy nhà Leon Kuwata, bóng chày ánh viên Nhật Bản Aoi Asahina, bơi lội The Rock bản nữ Sakura Ogami, đồ vật Yu-Gi-Oh hệ viết sách Tuko Fuwakawa, nhà văn con ông cháu cha Biyakuya Togami, COCC Kyoko Kirigiri, không rõ ngành tạm gọi là Kirigiri, và nữ ca sĩ mới nổi Sayaka Maizono, idol. Sau khi học sinh đã tập trung đông đủ, hiệu trưởng nhà trường Monokuma aka Gấu xuất hiện để phổ biến luật lệ ở đây. Về cơ bản, học viên sẽ được sống ở đây vĩnh viễn trong một không gian nhất định. Không gian đó sẽ được mở rộng nếu thỏa mãn điều kiện. Cách duy nhất để tốt nghiệp và ra khỏi đây là phải tự tay cho kẻ nào đó đăng xuất và không để bị phát hiện. Mọi hành vi chống đối ở đây đều sẽ nhận về hình phạt, với các hình thức tùy theo trường hợp, đặc biệt là những hành vi bạo lực với gấu thì cứ liệu cái mạng của mình. Đây có thể được coi là mặt tối ghê tởm của học viện danh tiếng, nhưng nơi đây khác với những môi trường sinh tồn khác ở chỗ vẫn cung cấp đủ các nhu yếu phẩm cần thiết, không để học viên bị đẩy vào tình thế sát hại nhau để sống. Ngôi trường mang tên hy vọng mà Negi gửi gắm giờ đây đã trở thành một nơi chứa đầy tuyệt vọng. Cả bọn đã cố gắng tìm lối thoát thân nhưng hoàn toàn bất lực. Nếu tình hình này tiếp tục, nguy cơ có người sa ngã sẽ ngày một cao. Để tồn tại trong môi trường này, cốt yếu nhất phải nằm ở sự thích nghi. Trên tinh thần đó, bài thủ muốn thêm một luật: mọi người không được rời khỏi phòng riêng suốt thời gian hạn chế ban đêm để ngăn chặn các ý đồ ám sát lúc ngủ, từ đó đảm bảo giấc ngon cho mọi người. Dĩ nhiên đây chỉ là sự thống nhất giữa các học viên, nên cần sự đồng thuận đi đôi với hành động của tất cả. Đã mấy ngày trôi qua mà chưa ai đăng xuất, gấu bắt đầu sốt ruột để kích thích phần con trong các học viên. Nó đã triệu tập tất cả đến phòng máy để cho họ xem những thước phim tuyệt vọng. Nội dung của mỗi người là khác nhau, nhưng biểu cảm của họ là tương đồng: tất cả là sự tuyệt vọng. Trước khi tiếp tục câu chuyện, chúng ta cùng xem xét cơ sở vật chất ký túc xá của học viên. Các phòng đều được thiết kế giống nhau, chỉ khác ở chỗ toilet nữ có ổ khóa. Ngoài ra mỗi phòng còn có những dụng cụ để phục vụ cho việc ám sát. Riêng phòng của Negi thì có một chút đặc biệt: cửa nhà tắm bị kẹt nên phải nhấc lên một chút mới mở được. Khứa này có cái nết hay quên khóa cửa, nếu không cẩn trọng sẽ dễ bị tập kích bất ngờ. Việc này đã bị gấu nhắc nhở. Ngay ngày hôm sau, số lượng học viên đã bị thụt đi một người. Idol đã bị kẻ nào đó xuống tay ngay trong toilet. Người đầu tiên phát hiện ra là Negi. Ban đầu mọi người nghi ngờ gấu là kẻ đã ra tay, nhưng không, nó chắc nịch rằng mình liêm. Hung thủ là một trong số đám học sinh. Trước khi các Sherlock Holmes bắt đầu vào việc, gấu đã phổ biến thêm các quy tắc bổ sung liên quan đến việc tốt nghiệp. Hung thủ không được tiết lộ danh tính của mình. Sau khi có án xảy ra, các học viên có thời gian thu thập chứng cứ để chuẩn bị cho lớp họp phán xử, nơi mà tất cả sẽ tranh luận để tìm ra kẻ thủ ác. Nếu tinh tinh thì kẻ đó sẽ chịu hình phạt, còn tè tè thì tất cả học viên vô tội sẽ chịu thay. Hung thủ sẽ tốt nghiệp. Hình phạt ở đây đồng nghĩa với hành hình, với đủ phương pháp thời cổ đại đến hiện đại. Giữa lúc đó, TikToker lên tiếng dừng ngay cho con bò này lại: nếu dùng mõm thôi thì không sao, nay cô còn hành hung gấu.
Cái kết cho sự dại dột này là hình phạt trục giáo xuyên thân, thêm một học sinh nữa bị out khỏi cuộc chơi. Sự ra đi của TikToker đã chứng minh những gì Gấu đã cảnh báo. Nếu tỏ thái độ chống đối thì cứ cẩn trọng cái mạng. Nhưng nếu xem xét theo một khía cạnh khác thì có thể thấy TikToker không phải là hung thủ. Kẻ đã ra tay với idol là một trong 13 người còn lại. Em lờ đờ dừng lại hộ anh Phát. Để giúp cho video này tăng thêm phần giải trí, tôi sẽ đi sâu vào các chi tiết để giúp người xem cùng các học viên tham gia phá án. Những gì có trong video này đều là những gợi nhắc, nên anh em hãy xem kỹ để ra đáp án chính xác nhất. Thêm lần nữa, tôi không khuyến khích mọi hành vi bắt chước làm theo. Mọi tình tiết có trong bộ phim cấm đấy nhá. Nhưng tôi sẽ không cấm mọi người vào phim này hay phết. Một page chuyên về phim ảnh trực thuộc The Reviewer. Ở đây chúng tôi phục vụ mọi món ăn tinh thần cho quý vị xoay quanh môn nghệ thuật thứ 7. Ok, một chút quảng cáo thư giãn đầu óc. Giờ chúng ta hãy đến với manh mối về vụ án nào. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do bị giáo đâm. Cổ tay phải nạn nhân bị gãy và có dính sơn vàng. Có thể bởi thanh kiếm trang trí rơi dưới sàn. Phía sau nạn nhân còn có một dòng số 11037, có thể là lời chăn trối. Trong phòng xử lý rác phát hiện một cổ tay áo cháy xém và một quả cầu thủy tinh bị vỡ được xác nhận là của thầy bói. Đĩa tuyệt vọng của idol được tìm thấy. Nửa đầu đoạn phim là phân cảnh nhóm nhạc cũ của cô, nửa sau là cảnh toàn bộ các thành viên đã bị ám hại. Vị trí phòng có sự khác biệt với sổ tay điện tử của học viên. Biển treo phòng của idol và Negi bị hoán đổi. Hai người này có mối quan hệ quen biết từ trước, nên khi cùng nhập học đã sớm trở nên thân thiết. Chính cô đã chăm sóc cho Negi khi cậu bị dân tổ đấm cho bất tỉnh. Đêm trước biến cố xảy ra, idol đã sang phòng Negi để nhờ cậu giúp đỡ, vì bản thân đang bị kẻ nào đó quấy rối, thậm chí là mục tiêu sát hại. Cánh cửa phòng mình cứ rung lên bần bật như kiểu có ai đang cố mở vậy. Đến khi cô mở cửa kiểm tra thì chẳng có ai cả. Do điều luật không ra tay về đêm chỉ là thỏa thuận miệng, nên không chắc tất cả sẽ tuân theo. Sau một hồi bàn luận để thống nhất, họ sẽ đổi phòng cho nhau. Negi còn tận tình chỉ cho cô bạn tình hình cái cửa toilet. Từ đây có thể suy ra hiện trường vụ án thực chất là ở toilet phòng Negi. Với những tình tiết và chứng cứ thu thập được, Negi trở thành đối tượng tình nghi đặc biệt. Thời gian để thu thập bằng chứng đã hết. Toàn bộ học viên di chuyển đến lớp học phán xử. Nơi đây được thiết kế theo phong cách mặt đối mặt để những học viên có thể trực tiếp đánh giá tâm lý của nhau. Chỉ khác là ở đây có tận 16 chỗ mà số lượng chỉ có 15. Cái này Gấu đã chia sẻ lý do là vì mình thích thì mình làm thôi. Ngoài ra những người đã khuất vẫn sẽ có mặt dưới hình thức di ảnh. Để có thể chiến thắng thì ngôn từ phải được trải chuốt đến mức tối đa. Sai một ly là đi vào quan tài ngay. Tiết học phán xử đầu tiên bắt đầu với việc phân tích hung khí. Con dao gây án được lấy từ nhà bếp, từ đây có thể thu hẹp phạm vi nghi phạm ở những người đã đến nhà bếp. Với luận điểm này thì Negi có thể bị loại bỏ, bởi theo những gì bơi lội nhớ, cô và đồ vật cả ngày trong bếp không hề thấy cậu ghé vào. Trường hợp cả hai là đồng phạm có thể bị loại bỏ, bởi chỉ có hung thủ mới được phép tốt nghiệp. Việc bơi lội và đồ vật giúp Negi là thừa thãi, thực chất chỉ có một người vào bếp lấy dao mà thôi, đó chính là nạn nhân, idol. Từ đây có thể khẳng định hung thủ đã dùng chính con dao mà nạn nhân lấy để hạ sát. Với luận điểm này thì Negi vẫn chưa thoát khỏi diện tình nghi. Rất có thể đây là chiêu trò của cậu để bẻ lái dư luận. Nhưng Kirigiri không cho là thế. Dễ thấy phòng nam không có ổ khóa. Nếu hung thủ là Negi, dù cửa có bị kẹt thì cậu ta vẫn có thể dễ dàng mở cửa mà xuống tay, thay vì tốn công tốn sức phá tay nắm cửa làm chi cho mệt. Thì nếu mà tôi được tham gia thì luận điểm này không thuyết phục được tôi. Với kinh nghiệm đọc Conan của mình, tôi cho rằng Negi hoàn toàn có thể lợi dụng cái cửa nhà tắm đặc biệt để tạo hiện trường giả sau khi gây án, từ đó bẻ lái bịp mọi người điều hướng sang hướng có lợi. Nên là Negi chưa thoát khỏi vòng nghi vấn, ít nhất là với tôi. Một tính tiết rất lạ khiến cả bọn thắc mắc, làm thế nào mà hung thủ vào được phòng trong khi khóa cửa lại là loại chống cậy. Nếu hung thủ không phải là Kỳ Anh ổ khóa thì chỉ có thể idol đã chủ động mời hung thủ vào. Negi cho rằng luận điểm này là sai, đơn giản là bởi cô nàng đã rất sợ hãi khi gặp cậu, nên chắc chắn cô ấy sẽ không dại mà dẫn sói vào nhà. Một phản biện quá cảm tính và sơ hở. Idol hoàn toàn có thể cầu diễn để qua mắt Negi cơ mà. Nói có sách mách có chứng. Kirigiri đã kiểm tra vết hằn để lại trên cuốn sổ trong phòng của Negi. Trên đó là một bức mật thư mà idol đã viết cho ai đó với nội dung mời gọi đến phòng mình. Thậm chí còn lưu ý nhìn kỹ biển phòng và ghi rõ họ tên thật của mình. Việc được một cô nàng mờ lem như thế mời đến phòng riêng thì ông nào chả khoái. Với những gì được viết trong bức thư, đúng ra hung thủ sẽ đến phòng Negi đang ngủ, nhưng hắn lại đến đúng phòng của idol. Lý do là bởi biển phòng đã bị cháo khác đi so với sơ đồ trong sổ tay. Cả bọn ngay lập tức cho rằng idol là người làm chuyện đó. Còn Negi lẫn hung thủ không có lý do gì để thực hiện cả. Tuy nhiên tôi chỉ thấy hung thủ không có lý do thôi, trong trường hợp hung thủ là người ngoài. Còn nếu là Negi thì hoàn toàn khác. Đây là suy luận của cá nhân tôi nhé. Giả sử Negi là kẻ đổi biển phòng đi, cậu có thể tương kế tiệu kế để dụ tên quấy rối đến phòng mình, nhân thời cơ dùng kiếm tấn công kẻ đó với mục đích có thể để hù dọa chẳng hạn, nhưng bị đối phương dùng dao phản kháng. Trong tối tăm có thể Negi đã vô tình xiên đối thủ, nào đâu biết đó chính là cô bạn, thế nên đã dựng hiện trường giả rồi đổi biển. Anh em nghĩ sao về dự đoán này của tôi? Mời comment phía bên dưới nhé. Dù có suy luận ra sao thì đều đi đến một thống nhất. Idol đã lên một kế hoạch giết người rồi đổ tội cho Negi. Cái này thì COCC nói có lý. Nguyên nhân quan trọng dẫn đến thất bại của kế hoạch này là idol đã tạo điều kiện cho kẻ được gọi đến có cơ hội phản kháng bằng thanh kiếm vàng. Những vết xước trên khắp phòng và cổ tay bị gãy của nạn nhân có thể chứng minh lập luận đó. Nếu thành công thì cô ta sẽ làm bộ mặt vô tội,
sau đó biến cả lũ thành đám bỏ hẹo ngay. Nhưng khoan, kế hoạch này có một lỗ hổng lớn. Căn phòng xảy ra sự việc vẫn có sự xuất hiện của idol. Cô ta không thể đổ hết sự nghi vấn cho Negi được. Người đi thì cũng đi rồi, giờ phải tìm cho ra hung thủ thực sự cái đã. Với tâm điểm lúc này là lời nhắn sau cuối của idol, thì nhận lại chuyện cô ả và trong nhà tắm. Để phân tích lại tình hình lúc đó, Negi đã nhận ra điểm mấu chốt. Thứ viết trên tường không phải là 11037 mà là tên hung thủ. Nếu xoay lời nhắn một góc 180 độ thì sẽ thấy dòng chữ Leon. Đó cũng chính là tên thật của bóng chày. Hãy tưởng tượng xem, nếu suy luận bên trên của tôi là đúng thì vụ này Negi đã thắng. Sự oan ức mà tôi áp cho cậu chỉ là giả thuyết, bằng hai bằng chứng quan trọng. Thứ nhất là mảnh áo cháy và quả cầu thủy tinh vỡ tại lò đốt rác. Theo phân tích của Kirigiri và Negi thì sau khi ra tay với idol, hung thủ đã tiêu hủy bằng chứng thông qua lò đốt xác. Nhưng hắn không thể vào trong do cửa đã bị khóa, thế nên mới dùng quả cầu để ném vào nút mở, rồi ném vật chứng vào lò. Tuy nhiên hắn tính không bằng trời tính, một mảnh áo đã rơi xuống không cháy hết. Với người bình thường thì gần như không thể, nhưng với một cá nhân xuất sắc khoản ném bóng thì lại khác. Thứ hai là bộ dụng cụ phá khóa mà hung thủ sử dụng để tháo linh ốc trên tay nắm cửa. Giờ chỉ cần xem bộ dụng cụ của bóng chày là xong. Sự thật chỉ có một, hung thủ chính là bóng chày. Tất cả đều vote cho con sói này nhận án out game. Kết quả đó tinh tinh với đáp án mà gấu có. Hình phạt dành cho bóng chày là bị bóng tương tác liên tục cho đến khi hẹo mới thôi. Kết thúc tiết học phán xử đầu tiên, số lượng học viên còn lại 12 người. Với những gì đã xảy ra, Negi rơi vào trạng thái nghi ngờ lòng người. Thật không ngờ idol lại định đâm sau lưng mình. Đúng là thế thật, nhưng chỉ có một phần là sự thật thôi. Kirigiri cho rằng idol đã cứu nguy cho Negi bằng lời chăn chối trên tường, đồng ý là có thể đây chỉ là lời buộc tội thôi. Nhưng nếu nghĩ theo chiều hướng tích cực thì có thể idol đã dao động trong việc hãm hại Negi. Chính sự dao động đó đã khiến cô ấy thất bại. Mục đích Kirigiri nói chuyện này với Negi là vì cô tin cậu sẽ vượt qua mà tiến bước. Nhưng không, cậu sẽ giữ trong lòng. Không chỉ là cái chết của idol mà còn cả bóng chày nữa, để tiếp tục hành trình thoát ra khỏi đây. Sau mỗi tiết học phán xử đầu tiên, giới hạn cho học viên đã được nới rộng, nhưng vẫn chẳng tìm được lối để thoát ra. Sự việc vừa rồi đã tạo nên sự nghi ngờ trong nội bộ học viên. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, nếu để sơ hở đều có thể trở thành con mồi bị ám toán, hoặc trở thành kẻ bị xử tử sau tiết học phán xử. Trong một nỗ lực tìm kiếm thông tin tại thư viện, Negi đã phát hiện một bức thư của viện trưởng, trong đó có đề cập đến việc học viện Kibugamine đã tạm thời đóng cửa. Rất có thể kẻ xấu đã lợi dụng chuyện này để biến nơi đây thành sân khấu cho trò chơi biến thái của mình. Một trò chơi mà tất cả phải tranh đoạt để kiếm cơ hội được sống. Nếu không có thái độ nghiêm túc thì cửa tử hiển hiện trước mắt. Có điều suy nghĩ này cũng tùy người. Với một người theo chủ nghĩa thực tế như COCC thì chuẩn. Còn một số cá nhân theo lối tình cảm thì không. Họ tin rằng sẽ chẳng có thêm vụ việc nào nữa đâu. Có câu họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, lòng người khó đoán biết làm sao được. Để xoa dịu sự căng thẳng, bơi lội rủ hội chị em làm vài vòng bể cho nhẹ nhõm, trong đó có cả cô nhóc IT, nhưng khi đến nơi thì lại không mở được cửa. Theo những gì gấu giải thích, để đảm bảo an ninh tuyệt đối, các học viên phải dùng sổ tay điện tử để mở khóa. Nam thì vào phòng nam, nữ vào phòng nữ, chứ không có chuyện chung trạ lại rách việc. Bất cứ kẻ nào có hành vi mờ ám đều sẽ lỗ chỗ như tổ ong ngay. Bài thủ hỏi thêm về việc cho nhau mượn sổ thì gấu mới nhớ ra là mình chưa lường được chuyện đó, nên vội update thêm luật cấm ngay. Trong khi hội chị em cụt hứng bơi thì phía nhà văn đang tự thỏa mãn mình bằng nhan sắc của COCC. Dĩ nhiên chẳng ai thích người khác cứ dành cho mình cặp mắt thèm muốn cả, nên COCC đã dành cho đối phương những lời chửi lịch thiệp nhất. Tuy bị tổng xỉ vả là thế nhưng nhà văn vẫn cứ đắm đuối với bộ mặt mê trai biến thái thế gớm, thậm chí còn coi những lời mà COCC nói là đang quan tâm mình nữa chứ. Người ta thì mê trai đầu thai mới hết, còn riêng bà này chắc 7749 kiếp cũng chưa hết. Nhưng không chỉ mỗi cô đó dị, mà hai khứa này cũng khùng chẳng kém. Hôm qua còn kèn cựa nhau đòi Negi làm tài thi xem ai chịu nhiệt tốt hơn. Hôm nay đã quàng vai bá cổ gọi nhau là huynh đệ ngọt sớt. Chuyện này khá là gay ấy. Trong khi bài thủ đang tô xích chàng Magaka tội nghiệp, thì gấu thông báo các học viên tập trung tại phòng thể chất để thông báo một chuyện khẩn cấp. Do các học viên lại bị trầm nên gấu sẽ búp thêm sát khí cho cả bọn. Nếu trong 24 giờ nữa mà không có người nằm xuống thì những bí mật thầm kín của từng học viên sẽ bị tiết lộ. Cái này chắc Negi không sợ lắm, việc giấm đài đến tận năm lớp 5 thì thông cảm được, trong trường hợp Van bị dỉ nước hoặc là mộng tinh. Nhưng với những cá nhân khác thì chưa chắc. Thực tế đã chứng minh điều đó. Trong khi mọi người đang say giấc, một học viên đã bị tước mạng. Nạn nhân lần này là IT. Bổ sung chút thông tin cho anh em, bất cứ khi nào xác của nạn nhân được ít nhất 3 người phát hiện thì gấu sẽ thông báo và bắt đầu thời gian tìm chứng cứ. Lần trước khi Negi phát hiện idol đã bị ngất tại chỗ nên không biết chuyện này. Tiện đây thì tôi sẽ quảng cáo một tí. Với sự đồng hành của Trung Cuối, sau bàn áo với đầy đủ mẫu mã từ A đến Á, chất vải mịn đảm bảo mê khi mặc, mua đấy. Kết thúc chương trình quảng cáo, giờ chúng ta sang chương trình thu thập dữ liệu nào. Thời gian tử vong được xác định là khoảng 2 giờ sáng. Nguyên nhân tử vong là bởi bị vật cứng đập mạnh vào đầu. Hung khí đã được phát hiện là tạ tay. Thảm sàn có vương máu, còn vết cà phê đồ vật đổ ra thì biến mất. Nạn nhân bị treo hình chữ thập bởi dây của ổ điện nối dài, có thể được lấy từ trong thư viện. Sổ tay điện tử của nạn nhân đã biến mất, sổ tay của những người nằm xuống trước đó vẫn còn, nhưng cái có bóng chày đã hỏng. Trong phòng thay đồ nữ lại xuất hiện hình của người mẫu áo tắm dính máu.
Trong khi phòng thay đồ nam lại là ảnh boy band. Lần cuối bài thủ gặp IT là khi nạn nhân đang mang một túi sách, bên trong là một bộ đồ thể dục với dáng vẻ vội vã, có thể là đang đi gặp ai đó, nhưng tại hiện trường lại không tìm thấy. Trong lúc tất cả đang hoang mang thì COCC cho tất cả một cái tên nghi vấn: Genocide Shaw, một tên sát nhân hàng loạt. COCC đã đọc thông tin của hắn trong một hồ sơ mật của cảnh sát trong thư viện trường. Những tài liệu kiểu như thế này đều là nguồn rất mật, nhưng COCC xác nhận rằng đây là bản real, bởi cậu đã đọc qua một cuốn tương tự tại phòng sách của gia tộc mình. Đối tượng mà Genocide Shaw nhắm đến là các Mỹ Nam với hung khí là kéo. Trong hồ sơ này có một thông tin chưa được công bố, đó là nạn nhân đều bị treo theo hình thập giá. Ngoài việc cùng bị treo ra, điểm chung hiện trường của hai hung thủ là dòng chữ Kimidoro Fever được viết bằng máu của nạn nhân. Thêm vào đó, Genocide Shaw được cho là mắc chứng rối loạn nhân cách. Rất có thể một trong số các học viên ở đây là hắn. Một chi tiết nữa là việc nhà văn có biểu hiện lạ. Cô ta tự nhốt mình trong phòng, miệng thì luôn nói muốn nói chuyện với COCC. Khi anh chàng đến thì cô ả mới chịu hé hé cửa để xin lỗi COCC về việc đã không giữ lời. Nhưng cô sẽ không để Genocide Shaw được tự tung tự tác. Ngay lúc mở đầu tiết học phán xử, dựa vào những thông tin mà mình đọc và thực tế, COCC tuyên bố đã tìm ra hung thủ sát hại IT. Kẻ đó không ai khác chính là Genocide Shaw. Lập luận của cậu xoay quanh những gì đã được đọc từ trong hồ sơ tội phạm, đặc biệt là tin được che giấu trước dư luận về việc treo nạn nhân hình thập tự. Vậy Genocide Shaw là ai? Câu trả lời là nhà văn, chính xác hơn là nhân cách khác của cô ả. Ngay sau đó Genocide Shaw xuất hiện, thôi tôi gọi là Shaw thôi nhé. Khác xa với một nhà văn khép kín và sợ máu, Shaw là một cô ả mồm miệng cực hỗn với những biểu cảm biến thái tởm lợm. So với những học viên khác thì Shaw có động cơ gây án rõ ràng nhất, chắc chắn ả đang muốn che giấu thân phận của mình. Nghe thì cũng có lý đấy, nhưng Shaw một mực phủ định. Mọi người đều cho rằng Shaw đang chối tội, nhưng Negi thì lại đi ngược lại. Shaw là một tên tâm thần biến thái có chọn lọc con mồi. Cụ thể ả ta luôn lựa các bạn trai ngon nghẻ để xuống tay. Trong khi Shaw luôn dùng kéo làm hung khí, thì vụ này hung khí lại là tạ, và cách treo cũng hoàn toàn khác. Lý do chưa thuyết phục được COCC bởi mục đích sinh tồn khác với sở thích. Nếu thế thì cậu đã đánh giá nhầm rồi. Shaw đã thích là nhích, không phân định lý do. Với lý lẽ đã phân tích, nếu không phải Shaw gây án thì chỉ có thể là hung thủ đã học theo thủ pháp của ả mà thôi. Nếu luận điểm này là đúng thì COCC rất đáng khả nghi. Không ai ở đây am tường cách thức xuống tay của ả bằng cậu cả. Hơn nữa, dây để trói nạn nhân là ổ điện trong thư viện, nơi mà COCC cắm cọc thường xuyên. Trước những luận điểm nhắm vào mình, COCC không hề cho thấy dấu hiệu bị hoảng. Negi rất bất ngờ về thái độ đó, nên đã lật lại vấn đề thì phát hiện có chỗ sai sai. Sai đầu tiên là vết cà phê bay màu theo lời đồ vật kể. Sai thứ hai là ảnh dán ở từng phòng. Cộng hai cái sai chia trung bình ra, kết quả thu được là hung thủ đã di chuyển đồ đạc giữa các phòng nhằm làm loạn tư duy của cả bọn. Nhưng để theo chiều hướng này, cậu phải trả lời được câu hỏi IT làm thế nào mà vào được phòng nam. Muốn biết thì Kirigiri trả lời cho nghe. IT là một version ngược của Trúc Anh Đài, một nam cải trang nữ. Đây chính là chìa khóa mở còng nghi vấn cho COCC. Khi nghe IT là nam, sự ngạc nhiên trên mặt cậu không hề giả chân, trong khi hung thủ chắc chắn sẽ biết trong lúc hành sự, nên thái độ sẽ rất khác, dù có cầu diễn thì cũng sẽ bị phát hiện. Một cái lý lẽ nghe rất vô lý nhưng cực kỳ thuyết phục. Vấn đề then chốt mà cả bọn cần trả lời bây giờ là làm thế nào hung thủ có thể vào được cả hai phòng. Câu trả lời thực ra không khó. Hắn đã lợi dụng kẽ hở của điều luật cấm cho mượn sổ tay để tận dụng những cuốn sổ của học viên đã khuất nhằm vào cả hai phòng. Do đó cuốn sổ của bóng chày đã hỏng nên có thể suy ra hung thủ là nam. Tiếp đến là bàn luận về cái túi quần áo thể thao. Loại trang phục này thì khá là phổ biến với đa loại đa màu, trong khi ở hiện trường không thấy bất cứ túi nào tương tự. Rất có thể hung thủ đã tiêu hủy rồi cũng nên. Trong khi mọi người còn đang xem phải làm gì tiếp thì dân tổ đưa ra một đề xuất rằng phải tìm ra bộ đồ màu xanh giống của nạn nhân. Hold up, có cái gì đó lấn cấn rồi này. Bài thủ chưa bao giờ nói về màu bộ đồ của IT, vậy sao dân tổ lại biết được? Cái bẫy mà cả đám răng ra đã vồ được con cá lớn. Sao đỏ một mực phủ định để cứu người anh em, nhưng sự thật chỉ có một. Để chứng minh suy luận của mình, Negi đã lắp ghép những bằng chứng lại để tái hiện vụ án. Vào thời gian ban đêm, IT đã lấy túi thể thao rồi ra ngoài, trong đó có bộ đồ. Sau đó cu cậu đến phòng nam và gặp gỡ hung thủ. Hắn đã nhân lúc IT không để ý mà dùng tạ tay sát hại. Thông qua sổ tay của idol hoặc tiktoker, hung thủ đã tiến hành tráo đổi dụng cụ giữa hai phòng nhằm tạo hiện trường giả. Đến đây có thể chắc chắn rằng hung thủ là dân tổ. Không vòng vo thêm, cậu đã nhận tội. Sau khi quá trình bỏ phiếu kết thúc, Gấu đã thay dân tổ để giải thích động cơ gây án có liên quan đến bí mật của cả hung thủ và nạn nhân. IT từ bé đã bị mặc cảm do thể trạng yếu đuối. Để trốn tránh thực tại, cậu đã quyết định cosplay thành con gái. Đó chính là bí mật mà cậu muốn che giấu. Trước nguy cơ bí mật bị phơi bày, IT lại quyết định lấy mối nguy đó thành cơ hội thay đổi để bản thân mạnh mẽ hơn. Vì lý do đó mà cậu đã đến tìm dân tổ, một gã con trai chuẩn men, tiết lộ bí mật của mình để nhờ khứa này giúp đỡ. Nào ngờ ý chí đó đã va chạm vào sự tự tin của dân tổ. Cậu là em trai của bang chủ phái đua xe to nhất cái Nhật Bản. Khi anh trai giải nghệ thì cũng là lúc dân tổ lên ngôi. Để vượt qua cái bóng quá lớn của đời trước, cậu đã gạ kèo solo anh mình. Một phút bốc đồng cả đời bốc chết, quá theo đuổi chiến thắng khiến dân tổ mờ mắt. Anh trai đã gánh cho cậu một vé bị chắc cun cho Isekai. Nỗi đau quá khứ đeo bám khiến tinh thần dân tổ trở nên yếu đuối, nên khi thấy IT vượt qua được mặc cảm để đi lên, cậu đã sinh lòng đố kỵ để rồi xuống tay tàn nhẫn.
Theo tôi thấy thì Khứa Dân Tổ không hẳn là người xấu, chỉ là cậu ta bị cảm xúc chi phối nên đã không làm chủ được mình. Bằng chứng cho thấy Khứa này vẫn có lòng trắc ẩn là việc phá hủy sổ tay của IT và cháo nó với sổ của bóng chày nhằm che giấu bí mật của nạn nhân. Một cái kết quá buồn cho kẻ đi lẫn người ở lại. Dù có thế nào thì kẻ ác vẫn phải bị trừng trị. Bản án dành cho Dân Tổ là bị chó trên xe máy, giờ cho chạy trong lồng xe mô tô tử thần. Cái kết của Khứa này ra sao thì mời xem màn hình. Số lượng học viên lại giảm xuống còn 10 người. Không, còn lại 11 người mới đúng. Tại sao lại là 11 nhỉ? Câu trả lời hồi sau sẽ rõ. Còn hồi này là câu chuyện tranh chấp giữa mangaka và sao đỏ để giành lấy quyền sở hữu một chiếc máy tính. Mọi chuyện bắt đầu sau khi cả bọn được triệu tập đến phòng thể chất. Vẫn là các chiêu trò để gấu kích thích máu thú trong lòng đám học viên. Lần này là bằng tiền, rất nhiều tiền. Người nào tốt nghiệp sẽ được nhận 10 tỷ yên. Người ta nói vật chất quyết định ý thức. Liệu rằng quan điểm này có đúng với đám học viên hay không? Cái này thật khó nói. Khó nói như cái cách bơi lội thấy bóng ma của IT vậy. Trong lúc đi xác thực thông tin, cả bọn đã tìm ra chiếc máy tính hỏng trong thư viện. Chỗ mà họ đang đứng là một căn phòng đặc biệt. Ở đây không hề có camera, một chỗ lý tưởng để giấu đồ vật. Khi bật chiếc laptop lên, xuất hiện trên màn hình là IT. Đúng hơn là Alter Ego, một AI tự học hỏi được IT lập trình. Dựa trên những thông tin mà cu cậu góp nhặt được, chính nhờ lượng in tư đó mà Ego có thể chạy giả lập một Dân Tổ dạng số. Từ đó giúp cho sao đỏ vơi bớt nỗi đau trước sự ra đi của người anh em xã hội. Bên cạnh đó, Ego còn cho cả bọn xem một thư mục đã được nó giải mã. Một bức hình chụp Dân Tổ, bóng chày và IT đang rất vui vẻ với nhau. Đây chắc chắn không phải là hình do AI thiết kế. Vậy rốt cuộc tấm ảnh này đến từ đâu? Chẳng phải tất cả chỉ biết nhau khi nhập học hay sao? Lại thêm một câu hỏi hóc búa nữa chưa có lời giải. Trở lại với cuộc chiến của mangaka và sao đỏ. Khứa mangaka vốn là một fan cứng của mấy gái 2D, nên khi thấy Ego thì mê lắm. Bên cạnh đó, cô nàng còn không thấy ghê tởm khi cậu ta chia sẻ sở thích, nên x2 sự mê. Trong khi đó, sao đỏ thì coi Ego như người bạn thân quá cố, nên muốn sở hữu đến cùng. Giữa tình yêu và tình anh em, Ego sẽ chọn ai? Câu trả lời là chẳng có ai. Kirigiri cho rằng cô ấy là của chung, là manh mối quan trọng mà IT đã để lại. Nên từ giờ trở đi, nếu không được phép thì cấm bất cứ ai đến phòng này. Nói thì nói thế chứ chả mấy chốc, Ego đã bị kẻ nào đó thó mất. Cả mangaka và sao đỏ bị nghi ngờ nhưng đều không phải hung thủ, bởi Kirigiri đã cài mã để Ego hét lên nếu hai người đó xâm phạm. Những người khác thì không có lý do gì để lấy cả. Nếu đã thế thì chỉ có một trường hợp mà thôi. Trong đám học viên có kẻ phản bội. Mục đích kẻ này được cài vào là để trò chơi diễn ra được thông suốt, hạn chế các pup phát sinh như Ego chẳng hạn. Sáng hôm sau, chỉ có Negi, Kirigiri, đồ vật và bơi lội là có mặt. Nghi ngờ có biến nên cả bọn bắt tay đi tìm. Tại một căn phòng trên tầng 3, bơi lội đã tìm thấy bài thủ nằm sõng soài dưới đất. Bên cạnh còn có một búa ghi búa công lý số 1. May mắn là cô vẫn toàn mạng. Theo lời bài thủ thì mangaka đã bị hung thủ bắt mất. Cả bọn vội theo chỉ dẫn của cô để tìm Khứa Béo. Trên đường đi họ đã gặp COCC cùng cái đuôi show của cậu ta. Còn mangaka thì được tìm thấy trong trạng thái đầu bê bết tinh đỏ. Hung khí là cây búa công lý số 2. Cậu ta chia sẻ rằng mình đã bị con robot công lý tấn công. Cứ tưởng cô bự đang bị ngáo chuyện. Nhưng thực tế dựa trên bức ảnh mà bài thủ chụp được thì lời tố cáo này là chuẩn. Trong lúc mangaka đến phòng y tế nghỉ ngơi, những người còn lại tỏa đi khắp các tầng để tìm hung thủ. Giữa lúc đó một tiếng hét vang lên. Mọi người di chuyển đến nguồn phát thì thấy bài thủ. Cô đã bị hung thủ tấn công và hắn đã chạy vào phòng vật lý. Cùng lúc đó tiếng hét của mangaka cũng vang lên. Cả bọn liền chia nhau ra giải quyết tình hình. Khi Negi bơi lội cùng bài thủ tới nơi thì phát hiện xác mangaka với cái đầu đầy máu. Hung khí là cây búa công lý số 3. Đúng lúc đó gấu đã thông báo về việc tìm ra thi thể. Một lúc sau sẽ bắt đầu tiết học phán xử. Quá sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt, bơi lội thấy xây sẩm mặt mày. Bài thủ liền bảo Negi đi báo cho mọi người, còn cô sẽ ở lại với bơi lội. Ngay khi Negi đến chỗ nhóm tìm hung thủ thì được hay một tin sốc nữa. Sao đỏ cũng nhận cái kết tương tự, hung khí là cây búa công lý số 4. Còn cô nhà văn thì ngất đi khi bị thấy máu. Ngay khi hay tin báo của Negi, COCC cùng đồ vật di chuyển xuống dưới thì gặp ngay bài thủ. Vừa thấy các bạn, cô đã thông báo rằng xác của mangaka đã biến mất. Trong cơn sợ hãi, bài thủ lo rằng họ sẽ bị xử tương tự như những người ấy. Chưa kịp lốt hết những diễn biến đã xảy ra ở đây thì phía bên kia cũng xảy ra biến, xác của sao đỏ cũng biến mất. Với những gì đang xảy ra lúc này, phải chăng đang có thế lực nào đó nhúng tay vào? Chả có lẽ là học viên thứ 16? Cái này là suy nghĩ của tôi. Còn COCC cho rằng khả năng hung thủ là hai người không có mặt ở đây, Kirigiri và thầy bói. Trường hợp của Kirigiri có thể bỏ qua do trước đó đã có mặt ở nhà ăn. Vậy đối tượng đáng nghi nhất là thầy bói. Hiện tại có thể an tâm là sẽ không còn án mạng nữa, bởi trong luật có đề cập đến việc mỗi người chỉ thầu được hai mạng. Cho nên việc cần nhất lúc này là tìm hai cái xác. Sau một hồi lùng sục khắp các ngõ ngách, họ đã tìm được những thứ cần tìm, nhưng không phải là hai cái xác. Ít nhất là trước khi mangaka chút hơi thở cuối cùng. Trong cơn mơ hồ, cậu ta đã nói về việc tất cả đã quen biết trước lúc nhập học, và hung thủ chính là Hagakure, tên của thầy bói. Liệu thanh niên đầu xù có phải là thủ phạm như lời chăn chối của nạn nhân, hay kẻ nào đó đang đứng sau thao túng? Phân tích tình hình một chút theo ý kiến của tôi, hiện tại thầy bói đang có 99% là hung thủ.
Trái với tình hình ban đầu là không có chuyện hợp tác, thì chúng ta đang nhận định trong hàng ngũ học viên có một nội gián. Ngay từ đầu thân phận của Kirigiri đã rất bí ẩn. Vậy có khi nào thầy bói đã biết và hợp tác với Kirigiri để xoay vấn đề không? Nếu biết thực hư ra sao thì phải tìm cho ra hai cá nhân ấy đã. Một lúc sau, Kirigiri đã xuất hiện trước mắt Negi. Cô nhờ cậu triệu tập mọi người đến bể bơi, bởi cô bé đã tìm ra con robot công lý. Không nằm ngoài dự đoán, thầy bói đang ở bên trong. Điểm đặc biệt là bộ đồ rất khít với thầy bói, khiến việc cởi nó gặp nhiều khó khăn. Negi còn phát hiện một cái khóa ngoài. Theo những gì thầy bói chia sẻ, đêm hôm trước nhận được một lời nhắn hẹn gặp vào buổi đêm. Khi đến nơi thì bị tập kích bất ngờ, đến khi tỉnh dậy đã bị nhét vào trong bộ đồ này rồi. Nếu muốn chứng minh trong sạch, thầy bói phải đưa ra tờ lời nhắn. Nhưng chẳng có đứa ngu nào mà lại để thế thân giữ bằng chứng như thế cả. Trước mắt chúng ta hãy theo chân Kirigiri và Negi khám nghiệm tử thi xem sao. Cả hai đều bị giết bởi cùng một loại hung khí. Trong tay Sao Đỏ giữ một mảnh giấy không có thông tin. Chiếc xe đẩy trong kho chứa đồ mỹ thuật có thể là dụng cụ chuyển xác, kính của mangaka, búa được rửa sạch. Ngoài ra Kirigiri đã tìm thấy một mảnh giấy khác trong quần của mangaka. Với những manh mối đã được tìm ra thì vẫn quá mập mờ. Câu hỏi lớn nhất cần trả lời lúc này là Hagakure có nghĩa là gì? Liệu đó có phải là chỉ thầy bói hay không? Ngay khi bắt đầu lớp học phán xử, bài thủ đã đưa ra thêm bằng chứng chứng minh thầy bói là hung thủ. Tại phòng của cậu ta, cô nàng đã tìm thấy bản thiết kế rồi nguyên vật liệu chế tác. Mọi thứ đã đủ rõ ràng chưa? Negi bảo chưa. Bút tích trên bản phác thảo khác với chữ viết mà cậu từng thấy của thầy bói. Thêm vào đó, thầy bói không thể vận chuyển Sao Đỏ thông qua chiếc xe đẩy trong kho chứa đồ mỹ thuật với bộ đồ cosplay đồ sộ bị khóa ngoài như vậy được. Từ đây có thể suy ra thầy bói không thể là hung thủ. Một màn phản biện phải nói là vô cùng đỉnh. Nếu cậu giải thích luôn bức ảnh này nữa thì hết nước chấm. Còn không thì mọi thứ đã nói coi như bỏ. Khoan, từ từ đã. Tại sao chúng ta không thử đi theo hướng khác nhỉ? Ví dụ như Kirigiri là hung thủ chẳng hạn. Luận điểm này lập tức vô hiệu, bởi vì không chỉ có cô nàng mà hầu hết học viên đều không thể vận chuyển được xác mangaka. Người duy nhất làm được việc đó chỉ có đồ vật, nhưng cô gái này có bằng chứng ngoại phạm nên bỏ. Từ đây có thể luận ra rằng chính mangaka đã tự di chuyển, chẳng có nhẽ cậu ta còn sống. Chắc chắn không phải, bởi vì khi phát hiện xác của mangaka, gấu đã thông báo về cho lớp học phán xử, nhưng có thể đó là thông báo cho Sao Đỏ. Biết đâu cu gấu lười quá nên thông báo một thể chăng? Cái này thì gấu đã xác nhận là đã báo ngay khi thi thể đầu tiên đủ người phát hiện. Chưa kể trước và sau khi di chuyển, tư thế xác không thay đổi, nên không có chuyện mangaka hồi sinh di chuyển được. Thêm lần nữa Negi lật vấn đề. Lúc đầu khi tìm thấy xác của mangaka, có thể thấy kính bị dính máu, nhưng khi ở kho mỹ thuật lại không còn. Điều này chỉ xảy ra khi mangaka tự lau mà thôi. Máu mà cậu ta sử dụng có thể là nguồn trữ đông trong tủ lạnh y tế. Một bằng chứng nữa xác thực màn tự diễn của Khứa Béo, đó là mảnh giấy mà Sao Đỏ nắm giữ và tờ giấy giấu trong quần lót của mangaka. Khi ghép chúng lại sẽ ra một tờ nhắn mà mangaka gửi cho Sao Đỏ. Với những bằng chứng này có thể suy ra mangaka đã nhúng tay vào việc đăng xuất Sao Đỏ, thứ tự những chiếc búa chỉ để đánh lạc hướng. Còn hung khí vụ mangaka là một chiếc búa đã được rửa sạch. Một kẻ nào đó đã bịp chàng béo rằng sẽ giúp đỡ vụ Sao Đỏ, rồi tận dụng thời cơ đoạt mạng. Mọi thứ đang đi vào ngõ cụt thì bị gấu giục chốt phiếu. Đây thực sự là một kế hoạch hoàn hảo. Mọi người ở đây đều có khả năng cả. Nhưng khi lục lại quá khứ, Negi đã tìm ra vấn đề. Khi cho bạn nào muốn tìm đáp án là hãy xem kỹ từng tình tiết vụ án nhé. Còn cụ thể đáp án ra sao thì tôi sẽ recap ở video sau. Còn bây giờ thì tôi phải cho não nó nghỉ đã, chứ nó có dấu hiệu lên khói luôn rồi. Anh em có thích những video chi tiết và hack não kiểu này hay không? Hay là kiểu đơn giản và dễ hiểu hơn? Hãy comment ở phía bên dưới nhé. Hẹn gặp lại anh em vào những video recap Danganronpa The Anime phần 2. Sẽ sớm lên thôi, cụ thể thì tôi cũng chưa biết. Còn bây giờ thì tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.